Hà Ninh cảm giác như thế nào? Ngồi có nghĩa là bây giờ ngồi vào nhà hàng này Hà Ninh thấy là nó có ấm cúng hơn không? Hay là Hà Ninh đây là lần thứ mấy Hà Ninh đi ăn nhà hàng rồi? Không biết. Hả? 100.000 người gì? 100.000 người nhìn được mình ăn không? Nhìn vào mình ăn á? Sao nhìn thế? Không hiểu. Có ăn nói gì? Chanh. Đấy, mỗi người một cái này à? Đấy, mỗi người một cái luôn. Con nhận đi. Tớ cứ để đây anh chuyển cho. Đấy, Hà Ninh chuyển đi, Hà Ninh ơi. Đây là người chuyển. Ba con lớn. Chờ con không ăn nữa, ăn thìa. Hải Ninh ra gọi thìa đi. Để đấy cho Hải Ninh. Hải Ninh ăn ớt. Hải Ninh ra gọi thìa đi. Gì vậy? Bác ngồi đây. Mia để con ngồi ra đây. Mẹ ngồi ra kia. Bây giờ tất cả ngồi vào đây, con đi học bài hết ở đây mà. Để con ngồi ra đây. Mẹ ơi. Đúng rồi, vắt đi. Ờ đúng rồi, phải ăn. Kệ, sao sao? Ngồi sát vào nhau đi. Vắt đi. Đấy, đúng rồi, ăn vắt đúng rồi, vắt nhiều vào. Cái này hơi cay cay nhá. Nào đến đây có vắt đi. Không, cái của mình hơi cay. Đây của cò đây. Có vắt này. Ừ. Vắt nó vào đấy, nước chảy nước. Ok, kéo. Đấy, đúng rồi. Hình chưa? Vắt hai bên. Ui dồi, run tay. Đấy, xong xong à, còn lấy đũa xong à, ngoáy ngoáy lên. Còn cái vỏ để ra đây. Chả để đấy làm gì? Chỗ đấy là để vỏ mà. Đâu? Cứ để vào đây, vỏ là để đây. Đây vỏ để đây. Không, vỏ để vào đây cho người ta đi thu quả. Không biết để bố đi ăn hàng quen rồi bố dặn con đấy quả. Đấy, ăn bằng cái bát này chứ, cái này chỉ để đấy thôi. Cái đĩa này để tí lớp vỏ đồ lên bát này. Không. Cái đĩa này chỉ để đồ để người ta đựng đồ thôi. Con để hỏi cô chị nhà hàng này xem. Không, mà ăn cái đĩa ra đặt ra. Ai ăn đĩa? Cò chưa hiểu, bố bảo còn không tin cơ. Đấy, bố bảo không tin. Hải Ninh vắt chưa? Vắt đi. Hải Ninh ngồi xa đi, Hải Ninh ngồi kia. Mặn mặn kiểu gì á? Thế bây giờ ăn muối không cũng chả mặn. Cái đấy là cay đắng mặn đồng nhớ, đủ mọi thứ. Rồi, coca ra rồi kìa. Cốc ra mà coca đã ra. Mẹ ơi, con nợ ấy rồi. Để đi nữa, lấy đá vào mẹ rót cho vào đây ăn đổ. Con nợ ấy rồi. Bỏ đấy còn gì, cái này. Ôi, thằng con lại bỏ ra bát thế này. Người ta ăn bằng bát, người ta bỏ ra đĩa đấy thấy chưa. Này còn đi rồi, nói không tin bố còn không tin. Không, cái đấy đây chưa có đồ ăn, tẹo nó có đồ ăn nên chấm nó mới đúng. Mẹ em đang gọi bia ra đi. Cay ơi là cay. Gọi bia ra đi. Nhưng gọi bia ra đâu? Gọi thìa. À ừ, tí nữa để lấy đá. Rồi đá ra tiếp rồi. Đây cho đá mà. Mở Z như này mà cho đá. Rồi cho ăn cắp. Bà đang bảo hãy ăn quê quá. Đến nhà hàng mà nói to quê mùa. Hải Ninh là đứng Hải Ninh là ngồi đứng vào chỗ từ Hy Thái Hậu đấy. Hải Ninh ngồi chỗ đấy không ngon à? Sướng thế mà ngồi à? Từ Hy Thái Hậu ngồi ở chỗ ghế to nhất đi. Hay cho bà ngoại là người to nhất, bà ngoại ngồi đấy kiểu như kiểu là hai bên sống ở trong phim gì ấy nhỉ? Người to nhất phải ngồi đấy, các con cháu ngồi hai bên. Đấy, xong có gì bà nườm mắt cái là các con cháu không dám gấp đâu. Rồi, mình ngồi gì bà? Đấy, cháu... À đúng rồi, giống với phim Vì Con Mà Sống. Đấy, lúc nào bà ngồi ở chỗ đấy
các con các cháu ngồi hai bên thì đó. Hả? Thì người lớn nhất, người có đấy nhất, uy lực nhất ngồi đấy. Đấy, bây giờ bà chỉ đạo đấy hiểu không? Đây là đá này. Bỏ cốc ở đây các. Bỏ cốc vào. Hai phần. Đây, cắp vào đây. Kinh quá cơn là cái gì? Đây, cho đấy, cho đây. Đúng rồi, tiếp. Bố bên cắt ngắp của mình á. Rồi. Bố uống nước gạo. Bố uống nước gạo. Coi có cắt nhiều đá ra đấy thế. Nạnh này uống xong kẹo rét run sật. Nên sao? Thấy chưa? Kẹo nó sọc vào cổ, nó sọc xuống dưới. Ăn làm được gì rồi? Ăn quê thế. Ui, uống đi, uống đi, uống đi. Uống đi, uống đi. Uống đi, uống đi nữa. Rượu khà chả chép nhỉ? Chả chép bố. Chứ thế mà còn không hiểu à? Uống rượu để phải khà nó ra để bay hơi ấy. Thì không ai phục vụ mình à? Cho mình cái quả quất bé tí bé tẹo này. Mà không ai vắt ra cho mình thế này. Vắt hai quả nào. Trẻ con còn tự làm đúng không? Úi trời ơi, may thế. Rồi, vắt đi. Tay quả rửa chưa đây, phải vừa đi sờ sờ đấy. Đừng để đôi con. Bố ơi, quả mới là đi vắt đi. Kinh quá. Phục vụ bố một tí mà đã nói thế rồi. Thôi bỏ đây. Đấy bỏ vào đây. Đây của bố đây. Lấy thêm quả nữa bắt. Lấy thêm quả nữa. Bắt thêm này cho bố. Bắt quả này sang đây, sang đây. Cái đấy để đĩa thì à. Cái gì kia, đã món gì nữa kia. Nước chấm. Cứ để hết vào đấy để bọn trẻ con nó tự. Đấy. Đây là muối vừng, maggi, tương cà. Chả biết cái gì để ăn gì, cứ trộn tất cả vào nhau là ăn được mà. Mỗi cái chia một nửa. Ô, không chia cho bà hả? Bà hai bên đó. Bà ngồi đấy đợi xa chả vớ được cái gì. Em ngồi đấy. Bên kia là trẻ con. Bà là tất cả. Hiểu không? Đấy, Hải Ninh ăn gì ăn trước đi, tao nó đồ ra lo không ăn được nữa rồi. Đấy, Hải Ninh uống ít nước mắm này đi, đây, uống thử này. Không. Thì Coca đấy, uống no Coca đi. Đừng có mà nói sinh nhật Hải Linh nhé. Sinh nhật gì được lắm lần đấy. Bà tổ chức xong rồi mẹ tổ chức xong rồi. Thế thôi, ăn ở bên cái bà đấy mà tổ chức sinh nhật rồi còn gì nữa. Hải Ninh cứ ăn rồi lại bảo chưa ăn nhỉ? Ăn rồi lại bảo chưa ăn, cứ quên quên thế thì ai mà chả quên được. Bà làm sinh nhật bà thì làm thế rồi chị.